hoặc ví dụ nghiệp còn tiếp tục quan tâm thì chúng ta vẫn tiếp tục tham dự cái hội hội thảo. Thế còn nếu mà quý vị đồng nghiệp nào mà mệt quá rồi thì chúng ta có thể rời hội thảo được ạ. Và thế thì theo ý kiến chỉ đạo của cô Hạnh thì chắc là chúng ta sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi. Và ở đây hiện tại là có 11 câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên thì tôi cũng nghĩ rằng là cái câu hỏi này chắc là mình cũng lướt qua nhanh thôi. Điều trị bệnh nhân có tổn thương UIP và NSIP khác nhau như thế nào ạ? Và thì chắc là qua bài trình bày của bác sĩ Trang thì chúng ta cũng hiểu rằng đây là các dạng hình thái tổn thương trên trục các lớp vi tính và có thể gặp ở rất nhiều các bệnh nguyên của bệnh phổi mô kẽ, chứ nó không phải là tổn thương bệnh. Và chính vì như vậy cho nên là mình cũng không đưa vấn đề điều trị ra. Và với câu hỏi thứ hai thì chắc là xin mời thạc sĩ Quyên với cái bài trình bày có liên quan đến xơ phổi tiến triển. Đấy là bệnh xin phép cho hỏi chia sẻ phác đồ điều trị xơ phổi tiến triển ở bệnh nhân mắc bệnh mô liên kết. Và xin mời thạc sĩ Quyên ạ. Vâng ạ. Về vấn đề là điều trị xơ phổi tiến triển thì các cái guideline hướng dẫn thì cũng đã đưa ra là đối với những trường hợp bệnh nhân có biểu hiện xơ phổi tiến triển trên các cái bệnh lý mà không phải là bệnh lý xơ phổi vô căn thì chúng ta sẽ có chỉ định là cần phải điều trị chống xơ cho bệnh nhân. Tuy nhiên thì đối với các bệnh lý mô liên kết thì chúng ta biết là nó là các bệnh lý về tự miễn, nên là việc điều trị hàng đầu đối với lại các bệnh lý mô liên kết sẽ vẫn phải là các cái điều trị về ức chế miễn dịch. Trong đó thì có corticosteroid, rồi việc kết hợp với lại các cái thuốc ức chế miễn dịch khác không phải là corticosteroid. Và khi mà bệnh nhân có biểu hiện của xơ phổi tiến triển thì chúng ta sẽ có chỉ định là điều trị kết hợp với lại các thuốc kháng xơ. Và về cái tiêu chuẩn của xơ phổi tiến triển thì cũng đã đưa ra rất là rõ rồi, đó là sẽ có 2 trong 3 tiêu chuẩn trong vòng 1 năm, đó là biểu hiện của cái sự suy giảm về triệu chứng lâm sàng của triệu chứng hô hấp của bệnh nhân, biểu hiện về sự suy giảm của chức năng hô hấp và cái biểu hiện về cái sự tăng tiến triển xơ ở trên phim chụp phim chụp các lớp vi tính phổi, lớp mỏng độ phân giải cao của bệnh nhân. Và để chúng ta có thể biết được là khi nào thì bệnh nhân có cái tình trạng xơ phổi tiến triển thì đó thì cái việc cái quan trọng nhất là chúng ta phải có cái sự theo dõi của bệnh nhân liên tục theo thời gian thì chúng ta mới biết được rằng là cái sự tiến triển về mặt triệu chứng của bệnh nhân cũng như là chức năng hô hấp hay là tổn thương xơ hóa phổi ở trên phim chụp phổi của bệnh nhân như thế nào để chúng ta sẽ đưa ra cái quyết định điều trị phù hợp đối với lại các cái thuốc kháng xơ. Trong đó và quan trọng nhất thì chúng ta không thể thiếu được đấy là cái điều trị nền của các cái bệnh lý về CTD này, đó là CTD ILD, đó là các cái thuốc mà điều trị ức chế miễn dịch ạ. Và chú ý đối với những cái bệnh nhân này thì đương nhiên là không chỉ là cái việc chúng ta điều trị các thuốc ức chế miễn dịch, các cái thuốc mà chống xơ khi có xơ hóa tiến triển, cái việc mà theo dõi tác dụng phụ của cái thuốc này, các cái thuốc này trong quá trình điều trị rất là quan trọng, đặc biệt là ở Việt Nam của chúng ta là cái môi trường, là cái đất nước mà với các tỷ lệ bệnh lý nhiễm trùng rất là cao thì cái vấn đề tác dụng phụ của các cái liệu pháp điều trị ức chế miễn dịch hàng đầu đó là các nguyên nhân như của nhiễm trùng, vi khuẩn, rồi lao, rồi nấm, vân vân ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ Quyên đã có cái câu trả lời. Và đúng là chúng ta cũng phải điều trị bệnh nền và điều trị về xơ phổi tiến triển. Và bác sĩ Phương cũng xin phép bổ sung thêm, đấy là hiện tại ở thị trường Việt Nam thì với điều trị xơ phổi tiến triển thì chúng ta cũng sẽ áp dụng cái phác đồ điều trị thuốc kháng xơ là nintedanib, đã được với cái khuyến cáo ở trên thế giới cũng như Việt Nam. Đây là một cái thuốc mà kháng xơ đến hiện tại là có hiệu quả trong điều trị xơ phổi tiến triển. Và rất là cảm ơn bác sĩ Quyên. Tiếp đến thì là có câu hỏi dành cho bác sĩ Trang đi nhỉ, về chẩn đoán. Thưa bác sĩ, khi nào cần làm xét nghiệm tự kháng thể cho bệnh nhân bệnh phổi kẽ? Và bác sĩ Trang cũng trả lời luôn câu 5, đấy là nói kỹ về cái cách chụp CT ngực. Và xin mời bác sĩ Trang với 2 câu hỏi. Dạ vâng ạ, em xin cảm ơn 2 câu hỏi. Về cái xét nghiệm tự kháng thể thì theo khuyến cáo của ATS, ERS, GIS, ALAS thì với những bệnh nhân bệnh phổi kẽ mới được phát hiện, người ta khuyến cáo là sàng lọc kháng thể tự miễn cho 100% các bệnh nhân có tổn thương kẽ. Tuy nhiên không phải là 100% có nghĩa là làm một loạt tất cả các thứ, kể cả bộ này, bộ profile 23, bộ viêm da cơ vân vân, mình sẽ không làm một loạt như vậy. Mà họ sẽ có những cái bước làm theo từng bước một, trong đó thì họ khuyến cáo cái kháng thể kháng nhân miễn dịch huỳnh quang, tức là thực hiện theo 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 kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang là sẽ nên được làm, bởi vì đó là một cái xét nghiệm kháng thể kháng nhân với độ nhạy cao để sẽ phát hiện được ngay cả khi mà xét nghiệm kháng thể kháng nhân bằng kỹ thuật ELISA âm tính. Và bên cạnh đó thì cái ANA miễn dịch huỳnh quang nó còn có những cái đọc các cái
kiểu hình, cái kiểu hình của ANA như thế nào. Tất nhiên là về cái đó thì tôi không phải là chuyên gia, cho nên là tôi cũng không biết sâu lắm về cái kỹ thuật cụ thể. Nhưng mà các cái chuyên gia về miễn dịch dị ứng hoặc là thấp khớp học thì họ có thể phân tích kỹ về các cái kiểu hình của ANA, như là Specker thì nó hướng đến cái gì, hay là cytoplasmic, hay là một số các cái loại kiểu hình khác nhau, nó sẽ có thể định hướng giúp cho chúng ta trong cái việc hướng tới bệnh gì bệnh gì. Rồi RF và anti-CCP cũng được khuyến cáo là nên thực hiện, là bởi vì trước đây khi mà mình chưa làm nhiều về phổi kẽ thì mình ít để ý đến những cái tổn thương phổi kẽ ở viêm khớp dạng thấp đó. Nhưng mà người ta đã thấy rằng là viêm khớp dạng thấp là một trong các cái bệnh lý mà có tính chất tự miễn, mà có tổn thương phổi kẽ khá là nhiều. Và RF thì cũng rẻ tiền thôi và cũng dễ thực hiện, cho nên là RF cũng được khuyến cáo. Tuy nhiên trên thực tế thực hành lâm sàng thì khi mà chúng ta có nhiều kinh nghiệm hơn về bệnh phổi kẽ, thì khi mà chúng tôi đánh giá những cái tổn thương trên phim HRCT, có một số các cái tổn thương mà hướng tới bệnh phổi kẽ. Ví dụ như là trong cái bài trình bày tôi cũng có nói là những cái dấu hiệu UIP mà có dấu hiệu bờ trước thùy trên này, hay là có dấu hiệu exuberant honeycombing chẳng hạn, thì nó rất là hướng tới bệnh tự miễn. Thì trong trường hợp đó thì chúng tôi cũng sẽ chỉ định những cái bộ xét nghiệm chuyên sâu hơn luôn ngay từ đầu. Hoặc là những cái trường hợp mà có hình ảnh OP hoặc NSIP, hoặc chồng lấp OP NSIP, thì cũng là những cái bệnh lý mà rất hay gặp trong bệnh tự miễn. Thì với những cái hình ảnh đó chúng tôi cũng sẽ chỉ định những cái xét nghiệm về kháng thể tự miễn nhiều hơn hoặc là sâu hơn ngay từ những bước đầu. Cho nên là về mặt câu trả lời là khi nào cần làm xét nghiệm kháng thể, thì tôi xin trả lời là đối với tất cả những trường hợp phổi kẽ mới phát hiện đều nên được làm kháng thể tự miễn. Còn vấn vế thứ hai là kháng thể tự miễn gì nên được thực hiện như thế nào, thì chúng ta sẽ tùy vào cái bệnh cảnh lâm sàng cũng như là cái hình thái trên HRCT để mình có thể quyết định. Với những bác sĩ chúng tôi cũng rất là thường hội chẩn với nhau ở trong khoa cũng như là các bệnh viện khác, là khi mà có những bệnh nhân mà các bác sĩ nghi ngờ, thì nếu mà các bác sĩ chưa tự tin lắm trong việc chỉ định xét nghiệm gì thì cũng có thể gọi điện hoặc là Zalo, hoặc là rất là nhiều hình thức để có thể hội chẩn và chỉ định cho bệnh nhân một cách chính xác ngay từ đầu. Về cái việc chụp cắt lớp vi tính thì tôi cũng không phải bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, cho nên là protocol chụp như thế nào, bao nhiêu tia như thế nào thì tôi không rõ. Nhưng về mặt lâm sàng, về mặt hô hấp thì tôi sẽ yêu cầu chụp thì hít vào và thì thở ra. Thì hít vào thì mình sẽ phải hướng dẫn cho bệnh nhân là hít vào hết cỡ, căng lồng ngực và nín thở trong lúc chụp để tránh những cái tổn thương giả, tức là có những trường hợp là có hình ảnh kính mờ giả là do bệnh nhân không hít hết cỡ, thì cái phổi nó vẫn có những cái vùng nó chưa nở hết cỡ, nó tạo thành cái hình kính mờ giả. Hoặc là bệnh nhân không nín thở tốt thì sẽ tạo ra những cái rung, tạo thành những cái hình ảnh tổn thương dạng lưới giả. Và sau đó thì sẽ chụp cái thì thở ra để phát hiện được những cái trường hợp có bẫy khí, giống như những cái bệnh nhân mà viêm phổi tăng cảm, thì cái hình ảnh bẫy khí nó sẽ thể hiện rõ trong cái thì thở ra. Một số trường hợp cụ thể thì có thể mình sẽ yêu cầu chụp thì tư thế nằm sấp, vì trên thực tế tôi đã gặp một bệnh nhân là đi chụp mấy lần phim thì cứ được chẩn đoán là tổn thương kính mờ và dạng lưới ở hai đáy phổi, và bệnh nhân rất lo lắng. Thế đi khám ở viện, tất cả các loại viện từ tuyến huyện, tuyến tỉnh đến Bạch Mai đến phổi trung ương vân vân, và lần nào chụp cắt lớp cũng bảo là tổn thương kính mờ và lưới ở hai đáy. Thế thì khi mà bệnh nhân đã được làm các kiểu xét nghiệm rồi, không ra vấn đề chẩn đoán là gì và được vào cho nhập viện, thế thì khi mà tôi xem phim thì tôi đề nghị chụp thêm một cái thì là bệnh nhân nằm sấp, và kết quả là không còn một cái kính mờ hay là lưới nào nữa. Và hôm sau bệnh nhân được ra viện, nhưng mà bệnh nhân rất là nghi ngờ và bảo là bác có bị nhầm không đấy, vì cả năm nay rồi tôi đi khám khắp mọi nơi đều tôi bảo tôi bị bệnh phổi kẽ hết, mà bây giờ bác lại bảo tôi bình thường cho tôi ra viện, bác phải xem lại. Thế tức là bệnh nhân một cái tổn thương giả mà không được phát hiện, mà cứ chụp đi chụp lại, bệnh nhân đấy được chụp tới 4 cái phim cắt lớp trong vòng 1 năm chỉ vì cái tổn thương giả như vậy. Thì đấy là những cái mà mình chú ý trong cái quá trình chụp. Và một cái nữa là khi mà chúng ta có bệnh nhân nghi ngờ thì chúng ta nên liên hệ với cái phòng chụp để bệnh nhân được thực hiện theo đúng cái chỉ định của mình. Bởi vì là tôi cũng có kinh nghiệm là mình đã viết rất là rõ, viết in hoa, in đậm, gạch chân, khoanh tròn các kiểu, nhưng mà đến khi mà vào phòng chụp thì
kỹ thuật viên người ta không để ý đến cái giấy đấy và người ta cứ chụp một cách bình thường thôi, và như vậy thì bệnh nhân vẫn không được chụp đúng cái kỹ thuật mà mình mong muốn. Thì đấy là cái kinh nghiệm thực tế của tôi về vấn đề xét nghiệm cũng như là chụp phim cho bệnh nhân thử kẻ. Em rất là cảm ơn bác sĩ Trang cái phần chia sẻ rất chi tiết, và để trả lời câu hỏi một cách chi tiết như vậy thì tôi cũng biết rằng là bác sĩ Trang thì có rất nhiều là kinh nghiệm trong cái việc mà tiếp cận chẩn đoán cũng như là điều trị cái bệnh nhân phổi mô kẽ. Và tôi cũng chỉ xin phép bổ sung thêm đấy là đối với cả cái chụp các lớp vi tính, dù là đây là một trong những cái vấn đề mà các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh của rất nhiều các tuyến còn chưa thực sự là quan tâm, cho nên là các bác sĩ lâm sàng chúng ta khi mà chúng ta nghi ngờ trên lâm sàng thì chúng ta nên kết nối với các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh hoặc là kết nối với những cái trung tâm mà người ta có nhiều kinh nghiệm hơn phổi kẽ để giúp cho bệnh nhân được nhanh và chính xác hơn. Và em mời chị Hạnh có bổ sung thêm gì không ạ? Không, tôi thấy cũng đầy đủ rồi. Tất nhiên là ở các tuyến bây giờ thì cũng có thể có một số các cái nơi, những cái nơi mà trang bị mới thì bây giờ có máy chụp các lớp vi tính độ phân giải cao thì họ có thể tái tạo dễ dàng. Tuy nhiên là cũng phải yêu cầu rõ ràng. Còn những nơi mà không có các cái máy mà có thể tái tạo được thì phải yêu cầu là chụp lớp mỏng 1 mm thì mới được. Còn nếu không thì sẽ không cho được cái hình ảnh cần thiết ngoài các cái tư thế như là bác sĩ Trang đã trình bày. Vâng, xin mời tiếp theo các cái câu hỏi tiếp theo đi ạ. Thế đến là câu hỏi của bác sĩ Quyên. Mà câu hỏi này mời bác sĩ Quyên ạ. Về chẩn đoán SP dấu hiệu 3 tỷ trọng trên HRCT không ạ? Vâng, câu hỏi số 6 đấy ạ. Vâng ạ. Thứ nhất là về dấu hiệu 3 tỷ trọng thì lúc nãy có lẽ là chia sẻ hơi nhanh nên là em có thể xin phép share lại cái hình ảnh của cái dấu hiệu 3 tỷ trọng đó. Các đồng nghiệp đã nhìn thấy chưa ạ? Thế thì cái dấu hiệu 3 tỷ trọng này nó đúng là nó là 3 tỷ trọng. Tức là nó sẽ là gồm có tỷ trọng của nhu mô phổi bình thường. Là cái phần đây. Phần này là tỷ trọng của nhu mô phổi bình thường. Phần thứ hai là tỷ trọng của cái tổn thương kính mở, tức là cái phần trắng hơn một chút so với nhu mô phổi bình thường. Và cái phần thứ ba là phần giảm tỷ trọng, là cái phần đen hơn so với lại nhu mô phổi bình thường. Thì đấy là dấu hiệu 3 tỷ trọng. Và dấu hiệu 3 tỷ trọng này thì được coi là một trong những dấu hiệu đặc hiệu cao cho viêm phổi tăng cảm. Thế thì để cũng tiếp nối theo cái câu hỏi của các quý vị thì của quý đồng nghiệp ấy, thì ở đây chúng ta có thể hình dung một cách rất là đơn giản thôi. Tức là dấu bảng hiệu 3 tỷ trọng có nghĩa là đây là nhu mô phổi bình thường, tức là màu hơi xám. Cái phần mà giảm tỷ trọng hơn là các phần mà liên quan đến vấn đề là bẫy khí. Ví dụ tương ứng với cái vùng này thì là cái phần phổi nó sẽ đen hơn so với lại cái phổi bình thường. Và cái phần mà tăng tỷ trọng hơn, kính mờ, là cái phần mà trắng hơn, tức là giống như là hơi nước ở trên mặt kính ấy, là trắng hơn so với nhu mô phổi bình thường. Chúng ta thấy 3 tỷ trọng, đây là dấu hiệu của 3 tỷ trọng, mô phỏng trên cái hình ảnh về màu sắc. Và có thể giống như là hình dung giống như là một cái giò thủ ấy, như cái giò thủ mà chúng ta vẫn hay ăn ấy, tức là nó sẽ có mộc nhĩ, có thịt mỡ, rồi có cái phần mà nạc hơn một chút, thì nó là các cái màu như vậy. Thế và đây là một cái dấu hiệu đặc hiệu cao cho cái viêm phổi tăng cảm. Thì trong cái câu hỏi đấy, quý đồng nghiệp cũng hỏi là vậy thì cái tiêu chuẩn mà ví dụ như là tổn thương nốt trung tâm tiểu thùy này, rồi cái hình ảnh mà bẫy khí này, hay là khảm này, hay là sơ hóa này, thì cần tất cả các tiêu chuẩn đấy hay là một trong những tiêu chuẩn đấy, thì trong cái tiêu chuẩn của viêm phổi tăng cảm không sơ hóa thì có cần một, thứ nhất là ít nhất một dấu hiệu của tổn thương thâm nhiễm nhu mô phổi, biểu hiện ở đây có thể thâm nhiễm nhu mô phổi, biểu hiện đây có thể là tổn thương hình kính mờ hoặc là tổn thương hình thể khảm, tức là xen kẽ giữa kính mờ với lại cái nhu mô phổi bình thường, và phải kèm theo ít nhất một dấu hiệu của tổn thương đường dẫn khí nhỏ. Tức là dấu hiệu tổn thương đường dẫn khí nhỏ thì sẽ biểu hiện ở đây là một là hoặc là cái tổn thương giảm tỷ trọng, tức là do bẫy khí, vì là viêm của cái tổn thương của đường dẫn khí nhỏ nên là nó sẽ dẫn đến cái bẫy khí ở trong cái vùng nhu mô phổi phía dưới đấy, hoặc là nó là các cái nốt mà trung tâm tiểu thùy, đấy là biểu hiện của tổn thương đường dẫn khí nhỏ. Và các cái tổn thương này nó phải phân bố lan tỏa. Thế thì chúng ta thấy là vừa có kính mờ này, vừa có mô phổi bình thường này, vừa có bẫy khí, tức là tổn thương đường thở nhỏ, thì nó chính là cái dấu hiệu mà 3 tỷ trọng, là cái dấu hiệu mà khá là đặc hiệu cao cho viêm phổi tăng cảm. Còn đối với lại viêm phổi tăng cảm mà có sơ hóa thì nó sẽ có thêm cái là vấn đề là sơ hóa. Và cái sơ hóa đó thì chúng ta có thể thấy là phân bố có thể là lan tỏa toàn bộ hai bên, hoặc là có thể phân bố ở thùy dưới, hoặc là có thể phân bố ở cái vùng giữa của phổi ạ.
Chị Alo. Quyên tắt xe màn hình. Vâng. Câu hỏi tiếp xin mời bác sĩ Trang. Dạ vâng ạ. Cái câu hỏi này là về bộ câu hỏi chess. Có bao nhiêu câu và chấm điểm như thế nào? Thì cái này em xin phép làm rõ là bộ câu hỏi này không phải để chấm điểm, mà bộ câu hỏi này chỉ là các câu hỏi để mình khai thác xem là bệnh nhân có những triệu chứng là gì, nó sẽ có mục về triệu chứng ho có hay không, mức độ như thế nào, thỉnh thoảng, thường xuyên hay là lúc nào cũng ho, rồi đêm hay ngày, diễn biến từ bao nhiêu lâu nay, ví dụ như thế. Thế rồi bệnh nhân có các cái triệu chứng của khớp không, nếu mà có thì như thế nào, bệnh nhân có các bệnh đồng mắc gì không, nó sẽ có một loạt các cái bệnh mà có thể liên quan đến bệnh phổi kẽ, người ta sẽ có ra đấy và bệnh nhân sẽ tích vào đấy, nếu như có ví dụ như có bệnh gan, bệnh tim hay là hen hay là tiền sử gia đình có những cái gì, thì những cái đó không phải để chấm điểm và không có cái mức độ là mấy điểm thì là bệnh phổi kẽ, mấy điểm là không phổi kẽ, mà đấy cái câu hỏi đấy giúp cho mình khai thác được cái diễn biến bệnh như thế nào, rồi nó sẽ có cái mảng câu hỏi liên quan đến các yếu tố dị nguyên. Ví dụ như là bệnh nhân có làm những cái nghề này hay không, và nó sẽ có một loạt các cái nghề mà thường thường liên quan đến bệnh phổi kẽ ra, ví dụ như là thợ mỏ rồi thợ đá rồi nuôi chim, nuôi gà, nuôi vẹt vân vân, tức là các cái nghề mà nó có liên quan tới tới các cái yếu tố dị nguyên thì người ta cũng liệt kê ra và bệnh nhân sẽ tích vào đấy. Thì cái việc đó nó giúp cho mình không bị bỏ sót. Ví dụ như bản thân tôi chẳng hạn mà đang ngồi phòng khám xong rồi hỏi bác có tiếp xúc với cái gì không, thế là người ta trả lời xong mình nhiều khi mình cũng vội, mình cũng không có nhiều thời gian để hỏi chi tiết. Thì cái việc có cái bộ câu hỏi này với những cái bệnh nhân mà họ trẻ tuổi, họ đọc được tư duy các thứ bình thường thì họ có thể hoàn toàn có thể mình đưa cho họ và họ ngồi tự tích lại, tự tích vào cái bảng câu hỏi đó, và sau khi mà mình xem lại mình có thể hỏi thêm những cái phần mà mình thấy cần cần làm rõ hơn chẳng hạn. Thì cái việc sử dụng bộ câu hỏi nó là như thế, chứ không phải là bộ câu hỏi sẽ chấm ra bao nhiêu điểm và bao nhiêu điểm thì là có bệnh hay không có bệnh, thì nó không phải. Vâng, bộ câu hỏi thì đúng là để thực ra là nó để cho mình phải hỏi tiền sử thăm khám người bệnh một cách chi tiết để mà định hướng chẩn đoán. Có thạc sĩ Thủy còn đây không nhỉ? Có hai câu hỏi, có lẽ là thạc sĩ Thủy giúp cho hai nốt hai câu hỏi nữa rồi cho các bác sĩ nghỉ nhỉ? Cháu thì đã nhìn thấy hai cái câu hỏi ạ. Câu hỏi liên quan đến cái chỉ số FVC và cái câu hỏi thứ hai là liên quan đến DLCO. Thế thì cái bệnh phổi kẽ này thì nó là cái tổn thương của mô kẽ, và như bác sĩ Trang cũng đã nói đấy là nó còn tổn thương ở phế nam và đường thở nữa. Cho nên là cái việc mà thăm dò chức năng hô hấp mà chúng ta thăm dò được đầy đủ cả FVC, cả DLCO lẫn cả làm cái nghiệm pháp đi bộ 6 phút thì chúng ta có thể đánh giá được cái việc chức năng hô hấp một cách toàn diện, từ đường thở cho đến cái màng phế nam mao mạch, cho đến cả những cái chức năng hô hấp ở thời gian khi nghỉ hay là lúc mà bệnh nhân hoạt động bằng sức. Thế thì tuy nhiên là chúng ta cũng phải phụ thuộc vào cái tình gọi là tình hình thực tế ở tại cái đơn vị cơ sở của chúng ta là có những cái phương pháp gì có thể thăm dò chức năng hô hấp thì chúng ta sẽ sử dụng. Thế thì khi mà chúng ta cơ sở chúng ta mà không đo được cái DLCO thì chúng ta vẫn có thể sử dụng hai cái phương pháp đo, đấy là hô hấp ký, và trong đó thì chúng ta quan tâm đến chỉ số FVC và một cái nghiệm pháp đơn giản và cũng không cần có quá nhiều cái thiết bị, đấy là cái nghiệm pháp đi bộ 6 phút, là chúng ta có thể đánh giá được cả cái chức năng hô hấp khi nghỉ cũng là như là đánh giá được cái chức năng hô hấp khi mà bệnh nhân gắng sức. Thế và trong cái bài trình bày của bác sĩ Thủy cũng như là cái ca phân tích của bác sĩ Trang và bác sĩ Quyên ở một cái ca lâm sàng cụ thể thì các quý vị cũng có thể thấy rõ là cái chức năng hô hấp thì nó không phải là để chẩn đoán xác định một cái bệnh phổi kẽ cụ thể. Tuy nhiên thì nó sẽ có cái vai trò là đánh giá cái mức độ nặng của bệnh. Đấy, và tất cả những cái bệnh nhân mà bệnh phổi kẽ thì ngay khi tại cái thời điểm mà được chẩn đoán là bệnh phổi kẽ thì chúng ta nên chỉ định đo hô hấp ký và nghiệm pháp đi bộ 6 phút nếu như mà chúng ta chưa có cái đo DLCO, và chúng ta sẽ xác định xem là cái mức độ nặng của cái bệnh nhân ở thời điểm ban đầu là nhẹ hay là trung bình hay là nặng, thì nó sẽ liên quan đến việc là tiên lượng của bệnh cũng như là tiên lượng về cái tình trạng tiến triển của bệnh cũng như là tiên lượng về yếu tố tử vong của bệnh, thì nó sẽ đóng góp vào những cái thang điểm như là thang điểm Gap để xem là tiên lượng tử vong của bệnh nhân có cao hay không. Đến và những cái trường hợp mà bệnh nhân mà có cái FVC nặng như là cái trường hợp mà bác sĩ Quyên có chia sẻ trong cái ca lâm sàng, thì chúng ta thấy rằng với những cái trường hợp mà FVC mà nó nhỏ hơn 50% thì chúng ta sẽ đề xuất làm thêm cái nghiệm pháp đi bộ để chúng ta sẽ xem là có giảm oxy hóa máu trong cái
ở quá trình mà bệnh nhân gắng sức hay không, hoặc là chúng ta làm thêm cái khí máu động mạch để xem bệnh nhân có bị giảm oxy hóa máu và cần có cái chỉ định thở oxy hỗ trợ, gọi là thở oxy dài hạn tại nhà hỗ trợ cho bệnh nhân hay không. Rồi chúng ta có thể lựa chọn được các cái biện pháp mà gọi là phục hồi chức năng hô hấp phù hợp. Và chúng ta cũng với những cái trường hợp mà FVC mà nó nhỏ hơn 50% thì chúng ta cũng có thể đánh giá thêm được cái biến chứng của cái bệnh lý phổi kẽ lên tim mạch. Ví dụ như chúng ta đánh giá xem là bệnh nhân có bị suy tim, các cái trường hợp tâm phế mạng trên những cái bệnh nhân mà có bệnh lý phổi kẽ hay không. Thế thì với cái điều kiện cụ thể thì chúng ta nên là đo hô hấp ký cũng như là làm cái nghiệm pháp đi bộ 6 phút ở tại cái thời điểm lần đầu tiên được chẩn đoán. Và thông thường thì cái thời gian theo dõi về hô hấp ký thì với những cái trường hợp mà nhẹ và trung bình thì chúng ta có thể đánh giá lại sau 6 tháng. Còn với những cái trường hợp mà bệnh nhân gọi là có cái tình trạng rối loạn thông khí nặng ở cái thời điểm ban đầu, hoặc là các bệnh phổi kẽ nặng ở cái thời điểm đầu tiên được chẩn đoán, thì chúng ta sẽ đánh giá thông thường là sẽ khoảng 3 tháng một lần thì chúng ta lại đo lại cái hô hấp ký và làm cái lại cái nghiệm pháp đi bộ 6 phút. Và nếu mà có cái sự sụt giảm về cái chỉ số FVC hoặc là có cái sự sụt giảm về cái khoảng cách đi bộ 6 phút thì đấy cũng là một cái gọi là cái gợi ý để chúng ta có thể chụp cái phim cắt lớp vi tính lồng ngực để đánh giá cái tổn thương phổi nó có tăng lên nhiều hay không. Vì nếu mà chúng ta chụp phim cắt lớp vi tính để đánh giá tổn thương mà chúng ta chụp dày quá, 1 tháng đã chụp lại hoặc là 3 tháng đã chụp lại, thì cái nguy cơ bệnh nhân phải tiếp xúc với cả những cái ăn tia thì nó sẽ nguy cơ cao nhiều hơn. Thì chúng ta có thể sử dụng hô hấp ký hoặc là nghiệm pháp đi bộ 6 phút để làm cái đánh giá rất là an toàn và cũng ít xâm lấn để đánh giá được cái sự tiến triển của bệnh ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ Thủy. Thì đúng là chức năng hô hấp thì nó không có trong vai trò trong chẩn đoán, nhưng nó có vai trò trong việc đánh giá sự ảnh hưởng của bệnh đối với người bệnh, và đặc biệt nó là một trong 3 cái tiêu chí mà để đánh giá có hay không có sự tiến triển của bệnh, và đặc biệt là tiến triển của sơ phổi vô căn để có những cái bước điều trị cho nó phù hợp. Vâng, thời gian thì cũng đã quá muộn rồi. Rất là cảm ơn báo cáo viên. Sau đây thì xin mời cô Phương sẽ tổng kết cái buổi hội thảo ngày hôm nay và gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể các quý đồng nghiệp, các thầy cô nhân dịp năm mới đấy. Vâng, xin trân trọng mời cô Phương. Dạ vâng ạ. Xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Thị Hạnh cho phép em được kết luận của buổi hội thảo. Thì đến bây giờ là 22 giờ 20 phút và hiện tại thì vẫn có hơn 50 đồng nghiệp chúng ta tham gia cái buổi ngày hội thảo ngày hôm nay. Và qua cái buổi hội thảo ngày hôm nay của ba báo cáo viên với những cái chủ đề mà tôi thấy rằng là rất là có thực tiễn trên lâm sàng, với bài báo cáo của thạc sĩ Thanh Thủy nói về cái vai trò của chức năng hô hấp trong chẩn đoán bệnh phổi mô kẽ, nó không như Phó Giáo sư Hạnh cũng nói và trong bài thạc sĩ của Thủy cũng đã nhấn mạnh, thì nó không giúp cho cái việc mà chẩn đoán xác định, nhưng mà nó cũng đánh giá mức độ nặng và đặc biệt rất quan trọng cho cái việc mà chúng ta theo dõi cũng như là tiên lượng bệnh. Và trên thực tế lâm sàng Việt Nam chúng ta thì cũng còn một số những cái rào cản về trang thiết bị làm cho chúng ta chưa đánh giá một cách đầy đủ nhất. Tuy nhiên hy vọng trong thời gian tới thì chúng ta, khi mà chúng ta có thật nhiều bệnh nhân phổi kẽ và các trang thiết bị đầy đủ, thì chúng ta cũng sẽ có kinh nghiệm và có nhiều hơn trong cái về phần chức năng hô hấp. Nội dung bài thứ hai đấy là của bác sĩ Vũ Thu Trang với những cái kiến thức rất là cập nhật và đặc biệt những cái kinh nghiệm chia sẻ rất là quý giá trên lâm sàng khi mà tiếp cận những cái bệnh nhân chẩn đoán và điều trị phổi kẽ. Với cái thông điệp của bài của bác sĩ Trang đưa ra đấy là gì? Về chúng ta phải khai thác kỹ về triệu chứng lâm sàng, khai thác kỹ về tiền sử, bệnh sử, thăm khám lâm sàng cách kỹ lưỡng và từ đấy đưa ra những cái tiếp cận về cận lâm sàng, những cái đặc điểm mà chúng ta phải chú ý, lưu ý khi mà tiếp cận những cái về chụp cắt lớp vi tính độ phân giải cao. Đây là một cái kỹ thuật giúp cho việc mà chúng ta chẩn đoán, xác định cái căn nguyên bệnh phổi mô kẽ, những cái hình ảnh mà nó rất là phức tạp và đặc biệt nó rất đa dạng trên cái nhóm nguyên nhân này, thì cái này là cái mà các bác sĩ lâm sàng chúng ta phải hết sức lưu ý. Đề cập đến những cái vấn đề về sinh thiết phổi giúp cho cái việc mà chẩn đoán xác định bệnh qua nội soi cũng như là qua sinh thiết phổi mở. Cuối cùng đấy là cái vai trò của hội đồng đa chuyên khoa, và tôi rất ấn tượng trong bài bác sĩ Trang cũng đã đưa ra những cái số liệu trên thực tế, rõ ràng là vai trò của hội đồng đa chuyên khoa đã được khẳng định trên thực tế Việt Nam,
sau khi mà hội đồng đa chuyên khoa chúng ta làm việc thì rất nhiều bệnh nhân của chúng ta đã được đưa ra cái chẩn đoán xác định. Bài cuối cùng đấy là của bác sĩ Quyên, một cái ca lâm sàng mà chắc chắn là trên thực tế có chúng ta sẽ có thể là bệnh nhân của chúng ta chưa được chẩn đoán sớm, hoặc là có những cái bệnh nhân mà chúng ta chưa tiếp cận được chẩn đoán. Đấy là cái nhóm bệnh mà tôi nghĩ rằng là cái tỷ lệ không hề nhỏ ở bệnh nhân của chúng ta, đấy là viêm phổi tăng cảm. Và vừa qua ca lâm sàng thì chúng tôi cũng chỉ mong muốn rằng là các đồng nghiệp của chúng ta khi mà trên thực tế lâm sàng khám bệnh nhân thì khai thác kỹ, thì chắc chắn là nhiều bệnh nhân của chúng ta sẽ được chẩn đoán với những cái triệu chứng mà hô hấp mãn tính như là ho rồi khạc đờm, khó thở. Và trên thực tế thì chúng tôi đã gặp những cái ca bệnh này. Trong bài, trong cái ca lâm sàng thì bác sĩ Quyên cũng đề cập đến một cái tình trạng tiến triển của bệnh viêm phổi tăng cảm cũng như là bệnh phổi mô kẽ. Đấy là một cái tình trạng bệnh nặng, tiên lượng tử vong cao và sơ phổi tiến triển. Và trên lâm sàng chúng ta cũng phải lưu ý để có những cái tiếp cận chẩn đoán cũng như là cái phác đồ điều trị tối ưu, gọi là tiết kiệm về thời gian để giúp cho bệnh nhân có một cái cuộc sống tốt hơn khi mà chúng ta điều trị cái thuốc chống sơ. Và thì trên đây là tôi cũng tóm tắt ba cái phần trình bày của ba cáo viên. Và một lần nữa thì cũng xin thay mặt ban tổ chức, xin thay mặt Phó Giáo sư Hạnh rất là cảm ơn các báo cáo viên đã có một bài trình bày rất là chất lượng về mặt chuyên môn, những cái ca lâm sàng, những cái chia sẻ, những cái ca lâm sàng rất thực tế và tôi nghĩ rằng là rất hữu ích cho các quý vị đồng nghiệp. Các báo cáo viên đã phải dành rất nhiều thời gian và đã có những cái kiến thức rất là cập nhật để chia sẻ. Và tiếp đến là tôi cũng xin trân trọng cảm ơn công ty Boehringer, công ty dược phẩm hàng đầu thế giới, và luôn song hành cùng các bác sĩ để giúp cho chúng ta có những cái buổi hội thảo chia sẻ những cái kiến thức về chuyên môn, chia sẻ những cái ca lâm sàng. Và trong năm vừa qua thì công ty cũng đã rất là tích cực để đưa đến những cái hội thảo giúp cho các bác sĩ các tuyến chúng ta cập nhật được. Và chúng tôi hy vọng rằng là trong thời gian tới thì công ty vẫn cứ tiếp tục để giúp cho chúng ta có những cái buổi hội thảo, có những cái chương trình hội nghị với rất nhiều những cái kiến thức cập nhật, và sẽ giúp các bác sĩ lâm sàng chúng tôi có thêm những cái kinh nghiệm và có cơ hội để chia sẻ cho nhau. Như cái buổi hội thảo ngày hôm nay là cái buổi hội thảo cuối cùng trong cái chuỗi ba cái buổi hội thảo để giúp thế nào tiếp cận cái chẩn đoán bệnh phổi mô kẽ từ lý thuyết đến thực tiễn lâm sàng. Và cũng nhân dịp năm mới sắp đến thì cũng xin thay mặt Phó Giáo sư Hạnh, xin thay mặt ban tổ chức, xin cả gửi lời cảm ơn đến các quý vị đồng nghiệp đã tham gia đến cái giờ phút này gần 10 rưỡi tối một cách rất là đầy đủ, và đã có những cái câu hỏi rất là thực tiễn để đến với các báo cáo viên. Điều đấy nó cũng khích lệ cho ban tổ chức chúng tôi, đấy là các đồng nghiệp cũng có quan tâm đến cái nhóm bệnh lý này, và hy vọng rằng là trong năm mới với những cái thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, và chúng ta sẽ có nhiều cái hoạt động liên quan đến nhóm bệnh phổi mô kẽ. Và cuối cùng thì xin trân trọng cảm ơn và chúc mọi người ngủ ngon ạ. Em xin cảm ơn chị Hạnh và cảm ơn các bác sĩ. Cảm ơn cô Phương, cảm ơn các báo cáo viên, cảm ơn tất cả các thầy cô ạ. Và em xin chào các thầy cô ạ. Xin chào các thầy cô.